Vâng, hôm nay nhà mình mới về chiếc CF018 phiên bản hoa văn đen. Đây, mình sẽ đưa ra cho anh em nhìn cho rõ. CF018 phiên bản hoa văn đen, cực kỳ đẹp luôn và sang trọng. Anh em nhìn qua sẽ thấy rất là đẳng cấp. Đánh lửa thì vẫn là bằng gạt thanh cần ở bên sườn đấy ạ. Và lên lửa rất nhạy nhé. CF018 phiên bản hoa văn đen, giá vẫn là 400.000. Ok, anh em đặt hàng thì comment để lại số điện thoại và địa chỉ thì mình sẽ giao hàng tận nơi. Hộp vẫn là full box và đầy đủ phụ kiện, lọ xăng, vỉ đá không thiếu gì luôn. Ok, xin cảm ơn anh em nhé.